cản phá 4 quả penalty, thủ môn dự bị Trần Đức Dũng vụt sáng khiến Công An Hà Nội bị loại khỏi cúp quốc gia. Phút 77 trận đấu giữa Nam Định và Công An Hà Nội ở cúp quốc gia 2023, thủ môn Nguyên Mạnh bị chấn thương phải rời sân. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đưa thủ môn dự bị Trần Đức Dũng vào thay thế. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau 1-1 và phải bước vào loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11m, câu lạc bộ Nam Định có 3 lần sút hỏng, kể cả cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hồng Duy, thủ môn Philip Nguyễn cản phá thành công 2 quả. Ngược lại, trong một ngày thi đấu tỏa sáng, thủ môn dự bị Trần Đức Dũng của Nam Định đã xuất sắc cản phá thành công 4 quả penalty của 4 cầu thủ John Clay, Quang Hải, Văn Thanh và Gustavo bên phía Công An Hà Nội để đem về chiến thắng ngoạn mục 3-2 cho câu lạc bộ Nam Định, qua đó giúp đội bóng thành Nam tiến vào tứ kết cúp quốc gia 2023 với màn trình diễn xuất sắc. Thủ môn Trần Đức Dũng sẽ được ban huấn luyện chú ý nhiều hơn trong các trận đấu sắp tới.